đi xuống xuống cái này mình bán bà nói với ông Vũ Kỳ mới báo cho mình là đòi bác đòi sang bên Tuần Châu hồi nó chưa có cái gì cả à. Cho bên Tuần Châu nó chỉ có mãi cái dân nó ở phía đầu đằng kia còn đây là mùn núi ngon cả mà núi chọc thôi. Nhưng bây giờ thì trồng cây trồng trước ấy, như trước kia là núi chọc ấy, nó mỏi phía đằng kia cho dân ở người ta mới trồng các thứ trồng hoa cây ăn quả hay trồng dứa trồng dứa các thứ để nó ăn trái gì có cái gì. Thế thì nó mới dắt bác này nó bác ấy. Đi lên ngoài bác mới lên bấm cái chiều tà 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 rồi bác lên bấm cái quả núi của Tuần Châu cái trên nó có một cái bãi rộng bằng ở trên khoảng 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 1 hecta hơn đấy bãi rộng bằng thì bác đứng rồi này ui rồi chụp ảnh hôm ấy tiếc mình thì không mang mang thợ ảnh mình đi cũng dốt nữa không nhớ là mình có thợ ảnh thế thì cụ đã ấy, cụ nói về, về cái cảnh đẹp của vịnh Hạ Long của bác lại đi các nước sang châu Âu như Nam Tư nó cũng có một cái ấy đẹp nhưng nó đẹp bằng bàn tay con người nữa. Hay là đi sang cái ấy của Indonesia nó cũng có một cái ấy đẹp dành tiếng thế giới cũng như một bàn tay con người tạo thế nên vịnh Hạ Long mình không có bàn tay nào mà tạo nên cái vịnh Hạ Long này cả mà không có cái gì có thể đẹp bằng cái vịnh Hạ Long của mình nó nói rất say sưa mà hay hôm ấy tiếc quá không chụp lại ảnh không không có máy ảnh đi mang đi chụp thế còn máy ảnh mà chụp với bác mà ấy thì ban tổ chức chung có cho ai không ai được lấy đâu không ai được ông ấy quản hết mình đề nghị xin ông cũng không cho ông quản hết không ấy. Đấy. Thế thì mình có chụp riêng rồi đấy bây giờ cái mình tiếc chỉ có cái là tiếc nhất thế sau này mình mới xây cái đấy. À bác mới bảo xây ở đây một cái lâu đài sau này có khách quốc tế đến mời bác sẽ mời người cháu nó đi nghỉ thế và hay là cần ký ở vịnh Hạ Long này thương lượng ở dưới này về Hà Nội ký hay là thương lượng với nhau ở dưới này ký luôn ở vịnh Long để lấy cái danh tiếng à, ký cái này ở vịnh Hạ Long chẳng hạn hay là đã bàn bạc thương lượng ở đây về Hà Nội ký cũng được thế cho nên mới làm mấy cái nhà ở kia thì chưa có tiền làm cái nhà cao ở trên chỗ mà bác chọn chưa làm được cái thế là sau này bác mất đấy thì thôi không không làm nữa mà chỉ có mấy cái nhà ở dưới ở đầu đằng kia đấy các cậu chưa đến bây giờ mà thợ mình xây chán không à nhưng có như ngày bây giờ đâu hay như cái nhà thông thường 2-3 tầng nhưng mà nhà như kiểu thông thường ở ngoài phố ấy. Hay theo kiểu ấy đó chứ không có kiểu cách gì đẹp đâu. Thế thì sau này bây giờ đây mấy ông cán bộ trên nó hình như ông vẫn còn xuống đấy đạp ở trên nó quản lý rồi ông ấy xuống đấy nghỉ nghỉ nó vẫn tốt.